Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương ngân sách trung ương hỗ trợ 185 tỷ đồng cho 27 địa phương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng cấp bách năm 2016. Về nguồn hỗ trợ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trong phương án sử dụng dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 vào tháng 12. Theo đó, do thời tiết nhiều ngày không mưa, khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các tỉnh miền núi phía Bắc ở mức cao. Ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 yêu cầu chính quyền các địa phương và chủ rừng thuộc các địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định, đồng thời chỉ đạo Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện cảnh báo cháy rừng đối với các tỉnh miền núi phía Bắc. Cũng có số ít giáo viên không dạy hết kiến thức ngay trên lớp mà để dành cho lớp học thêm, hay ra những dàn bài trúng tủ trong các kỳ thi, kiểm tra cuối kỳ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc dạy thêm học thêm không đúng nghĩa thực mà nó mang lại.